hai xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lóc của Hải Như chúng ta đã biết thì ngày 12 tháng 12 năm 2022 thì đồng Minin sẽ chính thức không cho chúng ta khai thác miễn phí nữa và khi ấy Minin sẽ chính thức khởi chạy mainnet như vậy là chỉ còn hơn một tháng nữa thôi Đây được xem là đồng Bitcoin thứ hai trên thế giới và đây sẽ là cơ hội lần thứ hai cho những ai mà đã từng bỏ lỡ cơ hội với Bitcoin Còn một tháng nữa thì chúng ta nên tận dụng các tính năng khai thác tốc độ cao nhất có thể và trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn các cách mà để tăng tốc độ khai thác của cái đồng coin này. Cái việc trước tiên mà các bạn cần làm là các bạn vào app coin các bạn bấm vào lấy coin nha. Chúng ta không nên để cho nó đầy. Nó mà sinh ra 150 khối là nó sẽ đầy nó không cho chúng ta khai thác nữa nha các bạn. Rồi cách đầu tiên mà để tăng tốc độ khai thác đó là chúng ta mời bạn bè tham gia khai thác. Thì lúc đó tốc độ của chúng ta sẽ được tăng lên. Và để mời được bạn bè thì các bạn nhấp vào cái ô mà dụng thợ mỏ của tôi phía trên đây nè. Rồi sau khi nhấp vào thì các bạn có thể copy cái đường link này để đi chia sẻ cho bạn bè người thân. Nếu bạn bè người thân của các bạn mà đăng ký tài khoản thành công thì các bạn sẽ được tăng tốc độ khai thác nha. Rồi và cách thứ hai mà để tăng tốc độ khai thác đó là các bạn trao đổi thẻ băm. Rồi các bạn có thể nhấp vào cái ô mà thẻ băm nè. Rồi các bạn bấm vào nút tham gia nè các bạn có thể xin cái thẻ băm của người những người bạn khác các bạn nhập vào đây các bạn bấm vào xác nhận thì lúc đó cả hai cũng sẽ được tăng tốc độ khai thác nha hoặc là các bạn bấm vào thẻ tặng nè rồi các bạn copy cái thẻ tặng của các bạn này các bạn đi tặng lại cho người khác người khác nhập vào thì bạn và người khác cũng tăng tốc độ khai thác nha các bạn rồi và cách thứ ba đó là các bạn follow trang Twitter chính chủ của Codao đây là trang Twitter chính thức của Core team nha các bạn và các bạn follow cái trang này nè cái trang co đau nè cái trang này có một một triệu một trăm bốn mươi bốn nghìn người đang theo dõi nè các bạn các bạn follow trang này rồi các bạn lấy cái địa chỉ id của các bạn á địa chỉ id của trang twitter các bạn các bạn quay trở lại cái app uh, comment in nè các bạn dán vào các bạn xác nhận nha và nó sẽ hiện uh, cái trang twitter ở đây nè và hiện tại là mình đã làm rồi cho nên nó không hiện ra nha các bạn và cách thứ tư đó là các bạn tham gia vào testnet chuyển nhận co testnet bằng uh, quý metamask các bạn cũng sẽ được tăng tỷ lệ khai thác nha các bạn các bạn bấm vào ở dưới đây là thấy không cái ô cuối cùng mà tham gia giao dịch chuyển khoản trên testnet để nhận 10.000 tỷ lệ băm nè các bạn và mình đã có một cái video hướng dẫn các bạn tham gia testnet chuyển nhận uh, co rồi nha các bạn các bạn có thể xem lại cái video trước của mình nha để biết thêm chi tiết nha các bạn rồi hiện tại mà co nó đang đi đến giai đoạn nước rút rồi nên các bạn phải tận dụng tối đa để tăng tỷ lệ băm nha các bạn còn nếu bạn nào đang xem video này mà các bạn chưa có tài khoản chưa có khai thác uh, con đó uh, thì các bạn nhấp vào đường link bên dưới phần mô tả của video để tham gia khai thác ngay nha các bạn đừng bỏ lỡ cơ hội với con nha các bạn rồi video của mình đến đây là kết thúc các bạn có thể nhấn nút đăng ký và quả chuông bên cạnh để cập nhật những tin tức mới nhất xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn